mới tuyển một lần chứ không phải như bây giờ. Bên này mới đăng lên là tuyển thì con cũng đi thi bên này. Thi bên này con nói lúc đó hoàn cảnh của con cũng khó khăn, con mới lén con dễ dành tiền để làm hồ sơ thi này nọ, thi vô trong bên Cồn Vân. Lúc đó thầy Minh Dí, thầy Hữu Châu, thầy Đức Hải, thầy Minh Hoàng ngồi chấm. Thì con cũng lấy lại cái tiểu phẩm mà con thi ở bên trường sân khấu, con đem qua đây con thi lại. Mà con đậu, cuối cùng con đậu. Cái con về con mới nói với ba là: ba, giờ con thi bên Cồn Vân con đậu rồi, nhưng mà nếu mà bây giờ ba có tiền ba cho con học thì con học, còn nếu mà không thì thôi con không học, con tự đi làm. Lúc đó ba nói là đi học đi con, lúc đó mỗi tháng là 2 triệu một tháng. Thì từ câu nói của ba như mình có thêm một cái động lực, bản thân của em phải phấn đấu hơn. Rồi năm 2017 em tham gia Thế Lâm Thế Trụ. Ừ. Đó là điểm nhấn luôn. Đó có biến cố gì xảy ra nữa không? Về sự nghiệp gia đình. Thì thời gian trước đó gia đình cũng làm ăn thất bại, ba đằng cũng bị gãy chân. Sao gãy chân vậy cô? Bởi vì làm bên ngành cơ giới cần cẩu. Cái bữa đó đi mua cần cẩu cái bị đứt dây cáp á, nó đang ngồi nè tuột xuống một cái đứt gãy xương đùi. Trời ơi, sao mà xui. Thì ngay cái thời gian đằng đi thi Tiếu Lâm Tứ Trụ mà cứ tuần thiên lần thì ba cũng chống hai cái nạn để xem con đó. Đến ủa cái mẹ. Đến cái vòng mà cuối cùng á cô, là ngay cái ngày đó là vừa mổ xong là tôi phải đưa ba đằng xuất viện về, thì xong rồi mới chạy qua đây coi con thi như thế nào, muốn cho con thấy mình cũng có đi xem. Lúc mà ba bị vậy là cảm xúc của em sao? Rồi có tâm lý đi diễn rồi còn có không? Lúc đó cảm giác của mình rất lo, tại vì ba mình vậy mà bản thân lúc đó thi cũng không có tiền bạc gì nữa, tại vì có nhiều tiền bạc cũng đổ vô thi hết trơn rồi, tập trung thi. Thì mình chỉ biết là giờ mình lo mặc ảnh hưởng kết quả thi, trong khi đó cái cuộc này ba mẹ cũng đặt hy vọng vô mình, thì bản thân mình làm được cái gì? Cố gắng, chỉ cố gắng trong cái cuộc này để mình có một cái gì đó mình thay đổi, để mình có thể thay đổi luôn cuộc đời cho ba mẹ. Thầy biết không, lúc đó là chị cũng là một trong những huấn luyện viên của một đội, nhưng mà thấy nó ốm thôi, thấy đứa nào cũng phải tự lo này kia nọ, chỉ có đội mẹ là mẹ phải lo cho tụi nó thôi, còn mấy đứa này thấy nó cũng không nghe nó nói gì hết, chỉ thấy nó cứ tập trung để mà nó làm bài để nó thi thôi. Rồi vừa thi xong xuống cái là được giải là bạn bè xúm nhau đưa tiền cho nó mượn, nó trả tiền này tiền kia, cái mình mới thấy như vậy cảm động. Nó con mình nó tới nước này mình không phụ được cái gì, mình thấy mình xót xa lắm. Mà vừa thấy con được cái giải đó đứng trên sân khấu, ôi vừa rung mà vừa mừng mà không ngờ là mình được con mình như vậy, mà thấy nó ốm lắm. Đằng không ngờ là em có một người mẹ mà đẹp như vậy luôn. Chào anh. Ngồi đi cưng. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Hữu Đằng, hiện đang là diễn viên tự do. Dạ. Ngày nay em đang thay đổi hình tượng là những hot boy, những nam chính hay sao mà càng ngày càng đô vậy Đằng? Không, em không có nghĩ tới là mình sẽ đi theo hướng hot boy gì đâu. Mà tại vì ngày xưa mình ốm quá rồi, cái mình bị hóc hát á, cái đường tài lộc mình cũng kém đi, cho nên mình muốn thay đổi về cái ngoại hình. Bây giờ em giàu chưa? Hai mẹ con thật rất là hiểu ý nhau. Nó vừa nói chuyện tài lộc cái là mà trố mắt giờ mới hỏi bây giờ giàu chưa em? Giàu chưa em? Vẫn chưa à? À vẫn chưa. Dạ con chào cô. Dạ cô có thể giới thiệu về bản thân mình à, cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Tên là Lâm Mộng Thúy, năm nay 53 tuổi. Trời ơi. Cô không ngờ mà Đằng ở một người mẹ đẹp như vậy luôn, thật sự bất ngờ. Thật luôn, nhìn thấy mẹ thấy giống y như là hai chị em. Dạ. Quá trẻ quá đẹp luôn. Công việc luôn hiện tại của mình là gì cô? Dạ, mà cô ở nhà chỉ có nội trợ nên dạ, giữ cháu nội. Hả, cháu nội của Đằng hả cô? Ủa? Anh của Đằng. Ủa, anh của Đằng hả? Ủa, trời, tưởng Đằng có gia đình rồi chứ. Dạ. Anh này. Anh này. Cô, nhà mình là có bao nhiêu anh chị em cô? Là Đằng có anh với em gái là ba người. Ba người. Dạ, ba người. Đằng là thứ hai hả cô? Đằng thứ hai. Nhà đứa em gái Út nè. Là khi mà có bầu đàn này khó khăn như thế nào, cô có ngén nghiết đủ quậy phá đồ trong bụng không cô? À, mới vừa cấn bầu đàn là hoàn cảnh cũng khó khăn. Dạ. Thời gian mang bầu cũng cực lắm, giống như hành buồn ngủ mà ói thì không có ói, hành buồn ngủ mà rồi ăn uống không được, bị gãy hết một cái răng. Ủa sao ăn uống mà gãy răng cô? Dạng như thiếu cơ thể, thiếu chất canxi. Thiếu canxi. Dạ. Tới chừng 3-4 tháng sau rồi mà mới ăn được.
chứ thời gian đó là hôi mùi tỏi, mùi hành phi, hủ tiếu là ăn không được. Chỉ thích thèm uống nước mía à. Nước mía hả? Rồi sao làm nghệ thuật mà để mẹ uống nước mía? Nước mía éo xồ nhỉ. Giống như anh vậy đó, mẹ anh bán nước mía đó. Đó mà giờ mẹ anh dẹp luôn rồi đó. Về hai mẹ con muốn từ nhau luôn. Con thì làm diễn viên mà bà mẹ mở nguyên một chuỗi nước mía. Dễ sợ không? Mấy năm trời không có xô. Có giỡn cái chơi đó em ơi. Dạ. Chứ làm sao mà có cái chuyện mà tự nhiên thèm á cô. Dạ. Thèm uống một lần hai ly cối mới đã cần thèm nha. Đó. Rồi tới lúc mà gần sanh á, vô phòng sanh rồi cũng có dấu sanh mà không có đau bụng. Dạ. Cái người mà đứa bé nó vô sau mà nó lại sanh trước, rồi mình vô trước mà lại sanh sau. Cái có dấu sanh rồi mà mình cứ nằm hoài mà bác sĩ không tới khám. Cái giả bộ đau bụng. Giả bộ đau bụng nói bác sĩ ơi, em đau bụng quá. Thì lại bác sĩ coi, cái bác sĩ nói rồi có dấu sanh rồi. Chỉ gặm hai hơi là ra. Dạ. Mặt mũi đằng sau đằng bao nhiêu ký cơ? Là lúc đó mới đầu thì có anh rồi, cái sau cái siêu âm nói con trai nữa, cái mình không có mừng gì mấy, cái là không có ăn đồ bổ nhiều, xanh có 2.9 à. 2.9 mặt mày sao cô? Mặt nhỏ xíu, cái gì cũng nhỏ xíu nhưng mà có cái hình trắng. Trắng, trắng trẻo. Yeah. Ông phá dữ lắm. Phá lắm hả? Ông có biệt danh mà ông nội bà nội đặt là ba lém mà. Ba lém. Đúng rồi. Ăn mỗi lần ăn đó là phải giả vào miệng nhẹ cái mới chịu ăn. Chúng thôi, là ngậm hoài à. Yeah. Tật hay ngậm cái ngón tay nè. Cái có lần nó bị kẹt tay sao chảy máu đi. Cái tối cái ghiền nút cái một cái ngón tay đó thôi. Cái tiền tới sáng, ủa sao miệng con bị chảy máu luôn vậy đàm. Cái nhớ lại là tối bị đứt cái tay nè. Đó, cái đầu bỏ nút tay, cái sang nút miệng. Dạ, nói về kỷ niệm mà trào muốn hỏng anh mới nhớ đằng ngày xưa anh ở phòng trọ, đằng anh ở với 4-5 đứa rồi đó. Mà anh đi sửa càm đằng. Cái về tự nhiên tối con bị sốt má. Rồi tối tự nhiên con ngủ mê. Mà sáng mà dòng cái máu vết thương á. Ngủ mà chừng chảy ke đó. Nó trào máu nè. Cái sao là con Lâm nó chết rồi, Lâm chết rồi. Tưởng là học máu trong chết em, nhưng mà cái vết thương gì hở trong chảy ra đó. Lúc đó là đi, đang học ở trường sân khấu. Đang học sân khấu, đi độn càm. Đi học, đang đi học mà con đi sửa càm. Càm nó cầm lẹm xấu quá, đi độn càm. Xong rồi tối ngủ mê, trào máu họng. Tao tưởng là ghê quá. Em không biết nó đi diễn là nó thấy nó linh hoạt chứ ở nhà nghiêm lắm. Dạ, nhưng mà hồi nhỏ nó chuyện. Sao nó cứ đi học có đánh lộn được không? Đánh lộn dữ không? Dữ dằn không? Đi học thì không đánh lộn. Dạ. Nhưng mà anh của đằng á, bị bạn đánh. Cái bữa đó mới có mấy tuổi à. Cái vô trong nhà ra sao lâu cái cây dài thật dài đâu 4-5 mét vậy đó. Trời. Mà lôi không có nổi. Cái lúc đó mình ở trên giường mình mới sanh em của đặng, mình thấy nó, ôi con lôi cái cây đâu vậy đặng. Con lôi cái cây lên đánh cái thằng đó, thằng đánh anh hai kìa. Mà cầm cái cây lôi không nổi luôn mà nó ốm nhơm mà cô. Nó hồi nhỏ nó ốm lắm. Giữ từ nhỏ rồi, giữ dần từ nhỏ đặt rồi. Tên là ba lém mà. Ba lém. À. lúc mà đẻ ra ba vô chạy hỏi nói gì? Lúc mà mới sinh cái ba nó về hỏi em nó được hai sấy không, không hỏi hỏi đầu nó có hai sấy không. Chị tại sao tại sao có đầu nó có hai sấy hung dữ, muốn con mình hung dữ vậy mà khoái hung dữ, khoái con mình phải quậy hung dữ mà nó đâu có dữ đâu đúng không? Nó hiền lành dễ thương lắm. Dễ thương rồi. Hồi nhỏ là sao cô có kỷ niệm gì mà cô nhớ nhất tới bây giờ không? Có một lần năm đó đang học lớp 3, lớp 4 gì đó bị một tai nạn rất là nặng. Yeah. Cuối tuần hay về bà ngoại chơi, cái bữa đó đưa về ngoại chơi thì đặng cũng mới tập chạy xe à, xe đạp á cô. Đang chạy trong hẻm ra thì có một chiếc xe ben chở cát 5 tấn mà nó không có lơ, thì nó đang chạy tới rồi nó lại ve lại mà trên xe thì nó lại bắt nhạc nữa, xe nó ve lại cán cái thằng xe đạp thằng này, đè xe đạp này, xe đạp đè cái chân thằng này đó. Thì ở đằng xa có cái cô đó cổ làm thờ hồ, cổ thấy nói cái bà đó chạy rồi bà lấy cái xẻng mà đập đi cái xe thằng đó. Nó nói cán người ta ở đằng sau mà cứ ve ra đằng sau hoài. Thì đi xuống thì thấy thằng này nằm ở đằng sau bánh xe sao. Cái chừng lôi nó ra được thì đem vô tới bệnh viện thì bác sĩ nói coi như còn một tấc là tới bụng đáy nó rồi. Trời ơi. Đó. Ở đây mình đi công chuyện với ba đi dọc đường, cái nghe người nhà điện thoại nói chị hai ơi, đằng nó bị xe ben cát cán. Trời ơi, cái cảnh đó tại vì hồi đó mình hay thấy xe ben chở cát. Yeah. Mà cán người ta chết đó cô. Yeah. Mình chạy bệnh viện thì vô đó thấy mặt mày nó xanh mét luôn, không còn một miếng máu luôn. Thế thì gặp ông bác sĩ Tài này cũng giỏi, ông nói thôi nó cũng còn nhỏ thì thôi bây giờ đừng có mổ mà nắng bó đi, nhưng mà về nhà phải giữ kỹ nha, đừng cho nó xê lệch đó.
Tới về thời gian mà nằm ở nhà chăm sóc nó khó lắm cô, lúc nào cũng phải để nằm vậy đó, bằng cái chân cho nó thẳng vậy nè. Nhờ cô chủ nhiệm tới nhà kèm cho nó học, miễn sao lên lớp thôi là khỏe khỏe rồi cái ba mới cổng đi học. Chứ đâu thể nào nghỉ trong nhà trường, chỉ cho nghỉ một tháng thôi, không được nghỉ hơn. Nó cái bị xê lệch đó cô, sĩ phải kéo sống lại, không chích thuốc tê mà nói bây giờ vịnh tay vịnh đầu không đi, là chỉnh sống lại, bị cái xương nó bị lệch qua bên rồi. Tại vì mình đưa đi học á cô, rồi nó khóc quá, chừng khóc luôn. Rồi sau này đằng chia sẻ nè, nhớ kỷ niệm đó không? Bị cắn làm sao nè? Nói thật á, thì cái hình ảnh đó má, hình ảnh mà con thấy được chiếc xe đó chạy vô như thế nào, rồi con chạy vô theo chiếc xe đó, rồi khi chiếc xe đó lùi lại con lại bất ngờ chiếc xe ngã xuống, và cảm giác mà con nằm dưới bánh xe như thế nào con vẫn còn nhớ. Tại nó quá đậm. Nhưng mà số nó 5 tấn mà nó lại giữ được cái chân người ta hay gì ta? Tại vì trên con là chiếc xe đạp, nó cán trên xe đạp nên là nó không có cán trực tiếp. Đó, đó tức là cái xe đạp nó nhõng vậy nè, thì cán đây thì con cái chân con nằm đây chứ không phải nó cán qua thẳng về thì nát. Dạ, nát rồi. Đó, nên là cái chân phải của con là cái xương nó vậy nè. Đó, khi mà kéo con ra là hai cái xương nó đông lên vậy nè. Đó. Giá rồi đó mình cứ để cho nó mất một năm đúng không? Đừng có phải mà cổng đi học gì, mình đừng có ấy gì thì nó không có bị như vậy. Thì nó không có bị lệch. Khi mà con lành lặn rồi đó là khi mỗi lần mà mẹ con chở con đi á mà chiếc xe tải, xe ben, xe này, nó chỉ cần chạy sát là chân con tự nhiên quýu lại mà. Mà người con căng cứng, con đổ mồ hôi hột luôn. Tâm lý mà nó bị trong người mình á, tới khi mà con trưởng thành á, cái cảm giác nó mới mất dần. Qua giai đoạn đó xong rồi bị chó mực rê cắn nữa chứ. Trời ơi, hèn chi giờ nó bị chạy nọc phải không? Đi chích ngừa không vậy? Bởi vì nó không có thể nào mà mập mạp lớn được. Nó qua nhà kế bên cái chó mực rê bự cao nó nữa. Cái trời ơi, nó chạy về mà chạy nhảy tới lên đầu nó luôn á cô. Tại mình rất mắc quá rồi, rõ mày phá quá phải không đàn? Cái con nhà nuôi chó nhưng mà con mang cái roi dài mà dạng guốc á. Ủa lại mang guốc đi qua nhà hàng xóm gì cưng? Mượn dép. Mượn dép mà mượn guốc. Mượn dép mà không lấy dép thay guốc thì mượn guốc. Rồi chạy hả em? Thì con nít mà thấy phía trước là đồ chơi, đâu biết quan tâm xung quanh cái gì. Thì cứ cốc 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 và nó tắt và pa 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 vậy đó. Nhưng mà bắt đầu nổi tiếng lúc nào ta đăng? Nổi tiếng sau chương trình Tuấn Anh Tuấn Trụ đúng không? Dạ. Nó có cảm giác là nó tự tin hơn, nó đẹp. Đẹp là ban đầu là em học lớp thì mình dí hả? À, em học đó trước rồi. À, là học trước đúng không? Là cái có nền tảng sẵn rồi. Yeah. Rồi tới đầu tham gia phụ những game show. Yeah. Đúng không? Xong rồi lấy kinh nghiệm bòi kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm bòi kinh nghiệm. Rồi em được quán quân trong chương trình gì? Tiêu Lâm Thứ Trụ. Tiêu Lâm Thứ Trụ mùa 1 mùa 2. Năm 2017. Mùa 2. Ủa mà ngày xưa có thi trường sân khấu không? Dạ ha. Dạ, ngày xưa đó thì có thi 2 lần mà rớt hết 2 lần. Ủa vậy hả? Dạ. Tại con xấu quá. Ủa sao mẹ ngạc nhiên mẹ? Ủa vậy hả là sao? Tại vì thấy mặt gì là rớt là chắc rồi. Trời cái mặt này còn rớt 2 lần. Cỡ này còn rớt 2 lần. Đúng không mẹ? Ủa vậy hả? Trời ơi thiệt sự. Tại vì thấy đứa nào cũng lanh, đứa nào cũng rất là vững vàng á. Ha, mấy đứa mà hay rớt vậy đó. Mà duyên dáng nữa, mà duyên dáng nữa mà tại sao? Cái lần đầu tiên đi chuẩn bị mình lớp 12 vừa học xong á cô, cái nói Đặng ơi thôi con thi bên kinh tế thì Đặng. Mẹ bắt con thi thì con thi chứ con không thích. Con thích bên ngành sân khấu. Nó ủa sao ngành sân khấu, nội ngoại đâu ai bên ngành này. Thì thôi thì con thích ngành nào còn thi chứ mẹ cũng không bắt buộc đó. Thì cũng đưa ba mẹ đưa con đi thi, vừa lên thi hát câu giọng cổ vậy đó rớt cái bịch luôn. Trời ơi, ủa em hát được hả Đặng? Ai xúi vậy? Ai xúi em hát giọng cổ? Ai xúi vậy? Tại vì cái bản thân con tự xác định được là con hát dở. Mà mấy bữa vừa rồi cái mẹ nhà mẹ cứ hát bài giọng Kim Lan vậy đó. Cái con nghe con cũng thấy thích. Cái con cũng thuộc. Cái lên trên thi thì bắt đầu phải đọc thơ. Rồi giới thiệu bản thân rồi hát. Vậy đó thì vô phần hát cái con hát lên câu đó. Qua tới năm thứ hai cái con bắt đầu cái con cũng đi học rồi luyện thi trước đó để cho mình biết được chắc dạng được gì? Ha, dạng dĩ hơn. Cái đi vô thi xong cái ai cũng khen. Thi mà chuẩn bị dễ sợ, đạo cụ nhạc nhẽo này nọ chỉnh chu lắm kìa. Rồi thi xong vòng một cũng rớt luôn. Sao rớt? Rớt một luôn, không vô lý do tại sao rớt luôn. Nhưng mà con nghĩ đó là cái duyên mà tổ đưa đẩy kêu con chờ hay sao. Đúng rồi, thử thách em chờ. Tại vì lúc đó bên sân khấu của Hồng Vân là tới 2 năm mới tuyển một lần chứ không phải như bây giờ. Bên này mới đăng lên là tuyển thì con cũng đi thi bên này. Thi bên này con nói lúc đó hoàn cảnh của con cũng khó khăn, con mới lén con dễ dành tiền.
để làm hồ sơ thi này nọ, thi vô trong bên Cồng Vân. Lúc đó thầy Minh Dí, thầy Hữu Châu, thầy Đức Hải, thầy Minh Hoàng ngồi chấm. Thì con cũng lấy là cái tiểu phẩm mà con thi ở bên trường sân khấu, con đem qua đây con thi lại. Mà con đậu, cuối cùng con đậu. Cái con về con mới nói với ba là: ba, giờ con thi bên Cồng Vân á, con đậu rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ ba có tiền ba cho con học á thì con học, còn nếu mà không á thì thôi con không học, con tự đi làm. Lúc đó ba nói là đi học đi con. Lúc đó mỗi tháng là 2 triệu một tháng. Thì từ câu nói của ba giống như mình có thêm một cái động lực, bản thân của em phải phấn đấu hơn. Rồi năm 2017 em tham gia Thế Lâm Thế Trụ. Ừ, đó là đặc điểm nhấn luôn. Đó có biến cố gì xảy ra nữa không? Về sự nghiệp gia đình. Thì thời gian trước đó gia đình cũng làm ăn thất bại, ba đằng cũng bị gãy chân. Sao gãy chân vậy cô? Bị gì làm bên ngành cơ giới cần cẩu. Cái bữa đó đi mua cần cẩu cái bị đứt dây cáp á, nó đang ngồi nè tuột xuống một cái đứt gãy xương đùi. Trời sao mà xui. Thì ngay cái thời gian đằng đi thi Tiếu Lâm Tiếu Trụ mà cứ tuần thiên lần thì ba cũng chống hai cái nạn để xem con. Đó, đến cái vòng mà cuối cùng á cô, là ngay cái ngày đó là vừa mổ xong là tôi phải đưa ba đằng xuất viện về, thì xong rồi mới chạy qua đây coi con thì như thế nào, muốn cho con thấy mình cũng có đi xem. Lúc ba bị vậy là cảm xúc của em sao, rồi có tâm lý đi diễn rồi còn có không? Lúc đó cảm giác của mình rất lo, tại vì ba mình vậy mà bản thân đó thi cũng không có tiền bạc gì nữa, tại vì có nhiều tiền bạc cũng đổ vô thi hết trơn rồi, tập trung thi. Thì mình chỉ biết là giờ mình lo mặt ảnh hưởng kết quả thi, trong khi đó cái cuộc này ba mẹ cũng đặt hy vọng vô mình, thì bản thân mình làm được cái gì? Cố gắng, chỉ cố gắng trong cái cuộc này để mình có một cái gì đó mình thay đổi, để mình có thể thay đổi luôn cuộc đời cho ba mẹ. Thầy biết không, lúc đó là chị cũng là một trong những huấn luyện viên của một đội, nhưng mà thấy nó ốm thôi, thấy đứa nào cũng phải tự lo này kia nọ, chỉ có đội mẹ là mẹ phải lo cho tụi nó thôi. Còn mấy đứa này thấy nó cũng không nghe nó nói gì hết, chỉ thấy nó cứ tập trung để mà nó làm bài để nó thi thôi. Rồi vừa thi xong xuống cái là được giải là bạn bè xúm nhau đưa tiền cho nó mượn, nó trả tiền này tiền kia, cái mình mới thấy như vậy cảm động. Nó con mình nó tới nước này mình không phụ được cái gì, mình thấy mình xót xa lắm. Mà vừa thấy con được cái giải đó đứng trên sân khấu, ôi vừa rung mà vừa mừng mà không ngờ là mình được con mình như vậy, mà thấy nó ốm mà lắm. Ở nhà đằng có tật xấu gì không cô? Cái phòng nó hầu như là lúc nào cô cũng vô dọn dẹp hết trơn á. Dơ nó thay quần áo một cái là nó giục tùm lum hết trơn, rồi ăn thì để tùm lum. Dạ, một thời gian con nghe nói là đằng em hay lấy đồ của mẹ em đi diễn đúng không? Áo ngực của mẹ em đúng không? Đó hả? Đôi của hả? Đôi dài này là nó mang nhiều không cô mang? Trời ơi. Nó mang nhiều không? Mình mang hết trơn. Dạ. Mà nhỏ có tật thì thích mang vú. Hả? Măng vú hả cô? Măng vú à. Nó nhỏ nhỏ đó. Dạ có đủ nhỏ mà nó lớn. Lên sóng mà mẹ muốn nó nhỏ là nó nhỏ cách nào? Măng vú trời ơi nó. Mẹ nói nhỏ mà cả nước nghe. Vậy đó hả? Vậy thôi đừng cái đưa cái đó lên. Không đưa chứ cô, sao không đưa, tự chương trình. Con tin số tội mà phải đưa chứ. Măng vú giờ còn mang không cô? Dành với em. Ê, mạng bên tăng bên. Cái sau này em gái hung dữ quá rồi đâu cho nữa. Cái nút cái miệng. Nút cái miệng bây giờ vẫn còn nút cái miệng. Giờ mỗi lần mà gờ cháu á, cháu kêu bằng chú á, là cái bên nè, nút cái miệng, hỏi đằng ơi, nút cái miệng gì ngon đằng, nút làm sao đưa mẹ coi coi. Nó cuốn cái lưỡi lại nút thì nên nó trời ơi. Đâu nút hiện tại bây giờ cũng còn nút nữa đó cô. Dạ. Ví dụ nó đam mê hay nó chuẩn bị suy nghĩ cái gì đó cô, cái ngồi nút cái gì nè. Nó trời ơi, xấu quá đằng ơi. Con bỏ nút cái gì mà nút hoài vậy, tới cái giờ cũng nút nữa. Chị cái đam mê lạ lùng vậy đó hả? Như vậy là chị có cảm giác rằng là cái máu mà nghệ sĩ rồi yêu thích sân khấu, yêu ca, yêu hát rồi là chắc là từ mẹ. Đúng không? Mẹ rất là ủng hộ. Yeah. Mẹ rất là nhỏ nhẹ rồi mẹ đồng hành, mẹ chia sẻ, mẹ thông cảm. Rất là nhiều tớ. Đấy, mình lớn vậy chứ mà đi đâu về cái nằm ngủ gì ra muốn chạy là ôm hung nữa hả? Tức là đằng thừa hưởng cái nghệ thuật của mẹ. Không biết đúng là rồi. Ngày xưa là mẹ có sở thích gì không mẹ?
cô có làm về bên ca hát, có năng khiếu gì không ạ? Có làm nhưng đi mà thi hoa hậu năm 29, hồi năm 28 tuổi mới sanh nhở bé gái được 5 tháng, cái lúc đó mình cũng tròn trịa, cái đi thi người mẫu. Dạ. Nhà quán quán là phụ nữ đó. Phụ nữ. Dạ. Thì cấp quận thì chỉ có mấy người đi à. Là thi là thích đam mê hát hò được không Đằng? Thì cũng đi học cũng tham gia văn nghệ vậy thôi bình thường. Nhưng mà hai mẹ con bữa nay như cái chương trình này, hai mẹ con song ca một bài cho thỏa lòng, thỏa cái đam mê, thì nó cũng thích hát đó mà. Ừ, Đặng thích hát mày, giọng Kim Lan rồi này nọ. Có bài gì không hai mẹ con tập vợt chứ không vậy? Giờ thì ở nhà thì vẫn có hát chung với nhau, thì giờ kêu đột xuất về thì tao chắc hát lại bài đó luôn á. Ừ, xin mời. Dạ, hát bài gì Đặng? Hát bài bài này là bài mà mẹ rất là thích, đó là bài Du Lan nhớ mẹ. Du Lan nhớ mẹ. Vì bà ngoại mất rồi. Dạ. Cho nên là mỗi lần hát bài đó hay nhớ bà ngoại đó. Dạ. Rồi, vậy bây giờ trước khi vô hát con kể kỷ niệm này. Cái hồi đó đó, khi mà bà ngoại vừa mất á, rồi cái cũng về nhà tự mở karaoke lên hát, cái hát bài Lòng Mẹ. Cái Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. tự cảm tự khóc. Rồi cái nhạc cứ để trôi vậy đó, rồi cái buông bít xuống rồi khóc. Khóc xuống nguyên bài hát vậy đó. Xong tắt đi vô ngủ. Là mỗi lần nhớ tới chữ Bình một cái là khóc. Thái Bình là khóc. Hôm nay chương trình con vô số tội không phải mẹ đâu. Tại vì không thấy mẹ kể con. Đâu phải mẹ vô số tội đâu. Rồi bây giờ hai mẹ con hãy cùng song ca bài hát Du Lan nhớ mẹ. Nhưng mà muốn quà tặng cho bà ngoại luôn nha. Nè, đỡ luôn ha. Dù con đi suốt cả cuộc đời vẫn dừng lại, không lại. Bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức nhiên toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con. Luôn có mẹ kề bên, lòng đầy trao dâng bao niềm vui quy chữ Phật đài. Mùa Du Lan thân áo con cài bông hoa thắm, hoa hồng cài bông hoa thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Rồi, cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Nhưng mà hai mẹ con dường như là lúc nào cũng có tình cảm nhau. Đặng chắc ở nhà lúc nào cũng thể hiện tình cảm với mẹ hả Đặng? Suốt ngày là chỉ quấn quýt bên mẹ thôi. Ngay cả bây giờ lớn như nè, gần 30 rồi mà đi làm xa hay gì đó, chạy về là chạy lại ôm hôn mẹ liền vậy đó. Quá trời cưng quá. Nếu như mà có một lời gì muốn nói với con mình, hoặc là điều gì muốn dặn dò với Đặng, thì cô sẽ có lời gì với đứa con trai đáng yêu của mình ạ? Như hôm nay là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai mẹ con Đặng bày tỏ cảm xúc với nhau. Thì mẹ cũng muốn con lúc nào trên con đường tương lai sự nghiệp của con cũng là tươi sáng, được mọi người yêu mến nha. Nhất là cũng sức khỏe. Và cũng cảm ơn tất cả thầy cô và các bạn ủng hộ con trên bước đường tương lai sau này. Dạ. Đặng có muốn cảm ơn mẹ, có muốn nói cái lời gì không? Không được khóc, mắt mày long lanh được. Trong cái đợt mà con thi á, thì lúc đó ba mẹ con cũng khó khăn. Thì đối diện cái chỗ mình quay là có cái chùa. Ba mẹ con chỉ biết là mỗi lần mà con thi là mua đồ sang đó cúng rồi cầu nguyện cho con thôi. Chỉ có thể làm được như vậy cho con lúc đó thôi. Thì con lại cảm giác là lúc đó tự nhiên thấy nó là một cái gì động lực cho bản thân mình. Mình phải cố gắng vì ba mẹ. Tại vì tới tuổi này rồi thì mình không biết là cái cuộc đời tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà mẹ luôn dặn là ra ngoài đời sống làm sao để cho mọi người thương, để mọi người luôn được, mình luôn được giúp, sự giúp đỡ của mọi người thì tự khắc may mắn cũng sẽ tới với mình. Tại người ta cho mình cơ hội đó.
thì con cũng làm theo. Thì bằng chứng là con đi làm con cũng được má rồi, được anh Lâm thương rồi. Con nghĩ con được làm đúng lời mẹ dặn. Đúng rồi, ra đời là sống giờ được rồi đàn ơi. Anh thấy em rất là dễ thương luôn á, rất là trang hòa. Đúng rồi, dễ thương lắm, nó hiền lắm. Sống rất là được lòng mọi người. Dạ cô yên tâm, sản phẩm con có mời đó đó cô. Cô dạ. Coi chưa ạ? Chưa. 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 Chưa mà gật đầu quá. Ừ. Mẹ mẹ em á. Chưa. Mẹ con thấy vậy rất là duyên dáng luôn. Bữa đó nấu một cái nồi cà ri, rồi xong đó nguyên cả nhà ăn hết rồi con thì con ngủ dậy trễ, con mới xuống ăn sao. Cái mẹ con múc đồ, múc cà ri ra cho con ăn nè, ăn ăn đi nó. Cái con xuống con thấy, ủa sao có mình con thì ăn chán, không có hứng ăn vô. Cái mẹ mới thấy là, mẹ mới nói vậy, cái mẹ thấy vậy mẹ cũng, ừ. Cái mẹ múc thêm tô nữa, mẹ để đối diện vậy đó. Cái mẹ đi vô, ủa này là mẹ ăn hả? Không có, mẹ ăn rồi, này cuốn phần âm. Không có, mẹ ăn rồi, này cuốn phần âm. Ủa vậy luôn hả? Thôi giờ mẹ biết em bị dông theo đó em. Để đối diện cho mình ăn cho đỡ buồn. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ê mẹ em hề ngầm đó nha. Thôi duyên dáng á. Để cũng phần ngầm. Đúng rồi, duyên dáng. Nói chung là ngày hôm nay rất là vui với những câu chuyện như là những khoảnh khắc mà Đằng và mẹ đã chia sẻ đến tất cả quý khán giả.